Tổng quan thì mình thấy đây là một cổ phiếu rất là tốt, có tiềm năng tăng trưởng lớn trong giai đoạn 2021 tới năm 2023. Ngoài ra thì họ có rất nhiều tài sản giá trị có thể sử dụng để thanh lý và tạo ra lợi nhuận bất thường trong một năm cụ thể rất là cao. Ví dụ như là khu đất Sài Gòn Square hiện tại mà họ gọi là dự án Sài Gòn Gem. Ngoài ra nếu công ty thanh lý thành công mảng cao su thì cũng tạo ra một lợi nhuận tài chính khổng lồ trong vài năm tới. Chào các bạn đã đến với kênh Người Bán Hàng Thành Babylon, lại là Hải đây. Thị trường chứng khoán những ngày hôm qua đã trải qua một cái thời gian cực kỳ sôi động và tuyệt vời với tất cả các nhà đầu tư trên toàn thế giới, không chỉ riêng Việt Nam chúng ta. Một vài người có hỏi mình là không biết là index chạm điểm 1.000 thì có là cao hay chưa, và họ cho rằng rủi ro hơi nhiều và có nên thoát hay không. Thực ra mình khẳng định với các bạn 1.000 điểm là không cao, và định giá ở Việt Nam vẫn còn khá rẻ so với các nước khu vực. Mình có trao đổi với một số giám đốc một vài công ty chứng khoán thì họ cho rằng đây là một thời cơ mà 10 năm chỉ có một lần trong việc đầu tư, khi hầu hết rủi ro liên quan tới dịch bệnh đã qua đi và trước mắt là một năm tăng trưởng rất khả quan của Việt Nam cũng như cả thị trường. Ok, đó là về thị trường. Cái cổ phiếu mà hôm nay mình muốn chia sẻ đó là về nhóm cổ phiếu ngành cảng biển. Đây là một ngành mà mình cho là sẽ cực kỳ hưởng lợi vào năm 2021 vì hai lý do sau. Thứ nhất, Biden đắc cử. Biden là một người có khuynh hướng ủng hộ toàn cầu hóa và ít có khuynh hướng bảo vệ cực đoan như là Donald Trump. Do đó ông sẽ có nhiều chính sách nó tương đối là nới lỏng hơn đối với những nước mà đang có thặng dư thương mại với Mỹ. Do đó thì những quốc gia mới nổi sẽ đón nhận những cơ hội đầu tư rất là lớn về mặt thương mại. Vì sao? Tại vì đơn giản những quốc gia mới nổi như Việt Nam, như Trung Quốc hay Brazil á, là tăng trưởng rất nhanh do xuất khẩu. Mà khi thương mại trở nên ổn định hơn và ít có những đòn đánh, có những chính sách đánh vào thương và vào xuất khẩu á, thuế chẳng hạn, thì giúp cho những quốc gia mới nổi có một cái điều kiện thuận lợi để phát triển, trong đó có Việt Nam chúng ta. Và khi mà xuất khẩu phục hồi thì chắc chắn hoạt động cảng biển sẽ rất sôi nổi. Thứ hai là mặc dù dịch bệnh Covid á, vẫn còn hoành hành ở châu Âu và Mỹ, tuy nhiên vaccine có vẻ như đã sắp ready. Điển hình là Anh đã ký sắc lệnh là sẽ triển khai khoảng 800.000 liều vaccine của Pfizer trong 2 tuần tới cho hệ thống bệnh viện của họ. Ngoài ra thì trong khoảng 10 ngày đầu tháng 10 này nè, thì Moderna lẫn Pfizer sẽ nhận được chứng chỉ FDA của Mỹ và có thể triển khai hàng loạt trong trung tuần tháng 12. Do đó thì nhiều khả năng là trong khoảng cuối tháng 1 và đầu tháng 2 là những quốc gia như Việt Nam sẽ bắt đầu có những lô hàng vaccine đầu tiên. Cách đây khoảng một tuần thì mình có nói chuyện với một anh giám đốc của một cái công ty cổng nhà ga hàng hóa hàng không, thì anh nói là anh đã chuẩn bị hàng trăm cái container để mà có thể chứa được những cái liều vaccine, là cái Pfizer thì họ để trong những cái bình khí nitơ âm 70 độ, thì anh chuẩn bị những cái container mát từ 2 tới 8 độ để store đó, và dự kiến là 2 tháng tới sẽ bắt đầu có những chuyến hàng đầu tiên. Thì như vậy với triển vọng vaccine thì khả năng dịch bệnh có vẻ như cũng không quá hoành hành và làm cho thị trường có thể gọi là nó sụp trở lại như cái đoạn tháng 3. Ok, trong ngành cảng biển hôm nay thì mình muốn phân tích sâu về cổ phiếu Zabadep, viết tắt trên mã giao dịch sàn chứng khoán là GMD. Đây là một cổ phiếu có giao dịch rất là sôi động trong những ngày gần đây. Để bắt đầu một cách cơ bản thì đây là một công ty cảng biển logistics lớn nhất nhì Việt Nam. Về cảng thì họ chỉ thua Sài Gòn Newport và cảng Hải Phòng thôi. Còn về logistics thì hệ thống kho bãi của họ lên tới hàng trăm ngàn mét vuông kho, cũng thuộc loại là top 3, top 5 ở Việt Nam rồi. Tổng quan thì công ty này khi mà bạn đọc báo cáo tài chính bạn sẽ thấy là doanh thu về cảng biển của nó sẽ chiếm đâu đó khoảng 85-90%, còn lại khoảng 15% là dịch vụ logistics. Tuy nhiên bạn không cần quan tâm mảng logistics đâu, bởi vì cách đây 2 năm thì họ đã bán hoàn toàn mảng logistics và mảng vận tải đường thủy cho CJ rồi. Cho nên chúng ta chỉ thấy là hiện tại mảng logistics chỉ chiếm khoảng 10% lợi nhuận gộp của Zabadep, rất là nhỏ. Tất cả những gì chúng ta cần quan tâm đó là tập trung phân tích mảng cảng biển của công ty. Tổng quan thì về cảng, Zabadep có 3 cụm cảng ở 3 miền Bắc, Trung và Nam. Phía Bắc thì Zabadep có Nam Hải, cảng Nam Hải Đình Vũ và cảng Nam Đình Vũ. Trong 3 cảng này thì Nam Hải và Nam Hải Đình Vũ đã đầy công suất, trong khi Nam Đình Vũ thì còn tiềm năng tăng trưởng. Ở miền Trung thì Zabadep có cảng Hàng Rời Dung Quốc. Tuy nhiên bạn không cần quan tâm cảng này vì công suất của họ đã đầy và lợi nhuận đóng góp thì không bao nhiêu hết. Ở phía Nam thì Zabadep có cụm cảng Zermalin ở Bà Rịa Vũng Tàu và cụm ICD Phước Long ở quận 9. Ngoài những cảng trên mà Zabadep sở hữu trên 50% ra thì công ty còn sở hữu 32% tại nhà ga hàng hóa SCSC, chuyên làm hàng hóa hàng không.
Thì nãy giờ bạn nghe mình nói cản này cản kia chắc là tùm lum hết đúng không? Nhưng mà tổng quan á, thì cái cản này á, khi mà công suất nó đã đầy cản rồi á, thì nó gần như không còn tiềm năng tăng trưởng. Nên chúng ta không cần quan tâm những cản mà công suất đã đầy. Chúng ta chỉ tập trung vào những cản mà còn tiềm năng tăng trưởng cho công ty. Thì nó còn 3 cản. Thứ nhất là cảng Nam Đình Vũ ở Hải Phòng. Thứ hai là nhà ga hàng hóa hàng không SCSC phía Nam ở sân bay Tân Sơn Nhất. Và thứ ba là cảng Germalink ở Bà Rịa Vũng Tàu. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu và phân tích từng cảng trong ba cái cảng tiềm năng này. Thứ nhất là cái cảng Nam Đình Vũ ở Hải Phòng. Đây là một cái cảng nằm ở cuối sâu cùng của khu vực hạ nguồn của dòng sông Bạch Đằng và có thể nhận những tàu khoảng 40.000 tấn trở lên, và họ đang xin để nhận luôn tàu 50.000 tấn để cạnh tranh với khu đặc biệt ngoài kia. Thì cái cảng này năm ngoái, năm 2019 họ mất một khách, cho nên cái khoảng nửa đầu 2020 á là mình thấy là cái doanh số thông qua của cảng này nó bị giảm. Thứ nhất là Covid, thứ hai là mất khách. Từ tháng 3 đó thì họ nhận được thêm 3 lượt tàu một tuần. Tức là họ đang nhận khoảng 3 lượt tàu một tuần trong 6 tháng đầu. Nhưng mà sang quý 3 là lên tới 6 lượt tàu một tuần, tức là thêm được 3 lượt. Thì cái doanh số quý 3 đã bắt đầu phục hồi rồi. Và quý 4 này á, họ lại cung cấp thêm một số dịch vụ giá trị gia tăng khác. Ví dụ như là lau chùi container nè, đó một số dịch vụ giá trị khác. Thì kỳ vọng là lợi nhuận quý 4 sẽ thậm chí gấp mấy lần 3 quý trước cộng lại luôn. Thì tiềm năng cái cảng này mình cho rằng là khá là tốt khi mà họ sẽ bắt đầu cái giai đoạn 2 vào đầu năm 2021. Và mình nghĩ là cảng này sẽ đạt một cái tăng trưởng khoảng 20% năm tới khi mà thương mại toàn cầu nó phục hồi và sẽ đóng góp tốt vào tăng trưởng của toàn công ty. Thứ hai là tiềm năng tăng trưởng của khoản đầu tư vào công ty liên kết SCSC là nhà ga hàng hóa hàng không ở sân bay Tân Sơn Nhất. Thì cái nhà ga này là nó đã bị hit mạnh trong khoảng là 6 tháng đầu năm, do là sao? Cái nhu cầu chuyên chở hàng hóa hàng không, đường hàng không rất là cao. Tuy nhiên là tất cả máy bay hành khách thì nó bị lockdown hết, không có bay được. Cần phải nhớ là hàng hóa hàng không á, người ta cứ tưởng là phải đi freighter, tức là máy bay chở hàng là chính đúng không? Không phải. 70% hàng hóa hàng không là đi bằng bụng máy bay hành khách. Cho nên nếu cái mạng bay hành khách mà bị đứt gãy á, tự nhiên là hàng hóa hàng không nó tắt hết. Cho nên cái nhu cầu tiêu xài rất là nhiều các bạn, nhu cầu tiêu xài về thời trang, về thức ăn đông lạnh, về những cái thuốc mắc tiền rất là nhiều, cần phải đi hàng e cho nó nhanh á, rất là cao, mà lại không có máy bay để chuyên chở. Thì cái nhu cầu dồn nén đó dẫn tới là khi mà tháng 10, 11 vừa rồi á, khi mà một số cái tuyến bay quốc tế về cargo và này nó được mở lại á, thì nó lại bùng nổ. Thì mình thấy là cái sản lượng hàng hóa hàng không tháng 10 của cái công ty SCS nó lên tới 15.000 tấn. Tháng 11 thì cũng tròn trèm 14.700 tấn rồi. Thì nó cũng gần khoảng 15.000 tấn luôn. Cái này là do pent up demand, tức là nhu cầu bị dồn nén. Và khi mà mảng bay nó phục hồi, khi mà vaccine nó ra rồi Covid sẽ giảm nhẹ vào quý 1 á, thì sẽ bắt đầu boom vào cuối quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 năm sau, là sẽ là một năm rất là tốt cho SCS cũng như cho Germadev. Và tiềm năng tăng trưởng lớn nhất cho những năm tới chính là cảng Germalink Bà Rịa Vũng Tàu. Cái khu vực cái mép thị vải đã chứng kiến cái tăng trưởng lên tới 30% một năm trong 5 năm trở lại đây về hàng hóa, và tất cả những cảng ở khu đó như là TCAT, CMAT là gọi là những năm tháng huy hoàng. Thì cái cảng này á, hiện tại Germadev sở hữu khoảng 65,1% và CMA CGM là một hãng tàu lớn của thế giới, họ sở hữu khoảng 34,87%. Thì CMA họ cam kết là sẽ mang vào cảng này làm hàng khoảng 800-900.000 TEU năm 2021. Vì cái cảng này đã được lắp cần cẩu xong hết trơn rồi và sẽ chạy thử từ đầu tháng 12 này nè. Thì nếu mà 2021 CMA đem vào cảng này khoảng 800-900.000 TEU thì chắc chắn là cảng này sẽ hòa vốn và có thể lãi nhẹ luôn. Còn cái điểm rơi phong độ của cảng này là năm 2022, khi mà công suất cảng đạt khoảng 70-75%, thì khi đó là mình nghĩ tăng trưởng lợi nhuận của Germadev năm 2022 về mảng cảng biển, về cả công ty luôn phải lên tới 30-40%. Đây là chuyện hết sức bình thường, một khi mà công suất cảng vượt quá 50% thì phần dôi ra nó là lợi nhuận là chính. Thì 2021 thì cái cảng Germalink chưa có lãi nhiều, thì Germadev sẽ tăng trưởng trên đôi cánh của Nam Đình Vũ và SCS. Gần đây thì công ty có một cái đợt tăng giá rất là mạnh, do thị trường đồn đoán là Germadev bán 15% cảng Germalink cho một hãng tàu lớn của thế giới và ghi nhận hàng ngàn tỷ đồng lợi nhuận. Thì cái này là ban lãnh đạo chưa có comment hay là công bố chính thức gì.
Tuy nhiên theo quan điểm riêng cá nhân mình thì việc mà Zobadev bán giảm một phần cái sở hữu của họ từ 65% xuống 50% cho một hãng tàu thì tốt, không vấn đề gì hết. Tại vì hãng tàu họ có cổ phần thì họ sẽ mang hàng vào. Tại vì bất cứ hãng tàu nào cũng đều tham gia vào một cái liên minh hàng hải của họ. Thì giống như là CMA có cái liên minh, rồi một hãng tàu khác trong liên minh khác họ đưa những cái hãng tàu khác trong liên minh vào, thì công suất sẽ được lấp đầy rất nhanh trong 2-3 năm tới, thậm chí giai đoạn 2 của Zermelin cũng được lấp đầy, rất là tiềm năng. Cho nên nếu thông tin này có thật thì thật sự là một catalyst lớn. Chúng ta nhìn thấy dòng tiền mấy bữa nay thì có vẻ như là cũng phần nào xác nhận cái thông tin này. Tổng quan lại thì mình thấy đây là một cổ phiếu thật sự là tốt, có tiềm năng tăng trưởng rất là lớn năm 2021, 22 và 23. Ngoài ra thì công ty có rất nhiều tài sản của chìm của nổi mà có thể thanh lý để tạo ra lợi nhuận khủng. Ví dụ như là Sài Gòn Gem nè, cái dự án bán một cái là lời 1.700 tỷ nè, bán được cao su cũng là khủng nè, book value đang khoảng là khoảng 70 triệu đô đó mà bán một cái là cũng hết trích lập dự phòng khỏe re luôn, là cũng một dự án nè. Viên Chăn Lào dự án nó cũng rất là tốt. Thì nhìn chung trong những năm tới có khá nhiều catalyst liên quan tới thoái vốn, có những cái lợi nhuận bất thường mà những người trading ngắn hạn có thể tận dụng để kiếm lời. Tuy nhiên cái kênh của mình thì chỉ chuyên tư vấn đầu tư dài hạn và cơ bản thuần túy, không có lướt sóng ngắn hạn. Cho nên quan điểm của mình thì với cái tầm nhìn 1 năm mà giá cổ phiếu bây giờ khoảng đâu đó 29.000 thì mình vẫn thấy công ty này hấp dẫn. Nếu mà chúng ta đầu tư dài hạn với tầm nhìn khoảng 1 năm thì là cơ hội có lợi nhuận cho năm sau rất là tốt, khi mà thị trường chứng khoán Việt Nam cũng ok năm sau luôn. Thì đó là cái phần phân tích hôm nay của mình về ngành cảng biển nói chung cũng như cổ phiếu Zermelo nói riêng. Nếu bạn thích cái phần trình bày này thì hãy cho mình một like ở dưới và sub kênh mình để nhận được video mới sớm nhất. Chào cả nhà.